Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Infiniti QX80. Chưa thật sự cảm thấy hài lòng về QX80 thế hệ cũ, Infiniti đã tiếp tục cải tiến cho ra đời Infiniti QX80 2023 với tham vọng lật đổ đế chế của các đối thủ đình đám. Biến thể Infiniti QX80 2023 là cái tên mà khi nhắc đến làm không ít đối thủ cũng sẽ phải dè chừng. Infiniti QX80 thế hệ mới gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài to lớn nhưng lại rất thanh lịch. Bên cạnh đó, khoang nội thất xe rất rộng rãi, tích hợp nhiều công nghệ tiện nghi. Những chi tiết này cũng chính là yếu tố giúp QX80 2023 ghi điểm đối với những khách hàng đang hướng tới dòng xe gia đình cao cấp. Đặt chân vào khoang cabin của Infiniti QX80 2023 thì chắc chắn không ít khách hàng sẽ cảm thấy thật sự hài lòng về độ rộng rãi mà xe mang đến. Trục cơ sở dài đến 3075mm, QX80 thế hệ mới thỏa sức thiết lập căn nhà thứ hai của chủ nhân một cách hoàn hảo và ấn tượng nhất. Nổi bật nhất là trên táp lô được thiết kế với hình cánh cung với chiếc vô lăng 4 chấu rất chắc chắn. Các nút bấm cũng được hãng bố trí hài hòa, giúp chủ nhân dễ dàng thực hiện thao tác trong quá trình lái xe. Cụm đồng hồ phía sau cũng rất to lớn với các thông số rõ nét mang đến cái nhìn rất trực quan. Ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên, QX80 2023 đã khiến khách hàng phải trầm trồ và thích thú với lớp sơn vô cùng độc đáo và đẹp mắt. Xe có kích thước tổng thể 5.305 x 2030 x 1.945mm và có cân nặng lên đến 2,7 tấn. Mặt tiền của dòng xe này tạo điểm nhấn ấn tượng nhờ bộ lưới tản nhiệt có dạng lưới được mạ lốp chrome bóng loáng, ôm trọn logo Infiniti chứ danh. Đôi mắt của Infiniti QX80 2023 là cụm đèn full LED được hãng vuốt cong sắc lẹm thu hút mọi ánh nhìn. Phần cản trước cũng có kích thước khá lớn, bao quanh đó là các đường viền rất dày và sáng bóng, giúp làm tăng thêm vẻ cứng cáp và khỏe khoắn hơn cho phần đầu xe. Ở phần hông xe, khách hàng sẽ dễ dàng phân biệt thế hệ mới thông qua bộ vành có kích thước lên đến 22 inch to lớn. Đồng thời, gương chiếu hậu cũng được sơn cùng màu với thân xe, trong khi đó tay nắm cửa được mạ chrome bóng bẩy. Thiết kế đuôi xe Infiniti QX80 2023 trông rất cơ bắp,